Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì mình ra tập video này, video này em giới thiệu cho các bác hai cái máy sưởi gốm nhá. Bên em vừa về hai con, thì con này có cả thùng xốp các thứ mọi người nhá. Hiện tại bây giờ bên em sẽ có hai con này, con này về sưởi gốm này, đời cao này. Thì con này là đít 2022 mọi người này. 2022. Đấy, con này là đít 2020 mọi người này. Đấy, hai con nhá. Đều là hàng lướt cả nhá, mới tầm khoảng 99%. Đấy, con này đít 2022 mọi người này. Đây mình cho mọi người xem đít nhá. Đây, con này đít 2022 này. Đợt này là lẫn được vào mấy con 2022. Chứ 22 rất là hiếm luôn. Đây, đây này 2022 mọi người này. Hàng trưng bày siêu thị mọi người nhé. Nó có những cái tem này là hàng gì đấy. Đây là 2020 mọi người này. 2020. 2020. Thì tất cả những con máy sưởi gốm này của Nhật thì đều có tính năng bù ẩm mọi người nhé. Nano Air. Có công nghệ diệt khuẩn Nano Air. Đấy, máy thì rất là đẹp luôn, có cả thùng xốp các thứ nhá. Đấy, máy rất là mới tầm khoảng 99%. Thì những con máy này thì có tính năng lọc sưởi ấm và bù ẩm, diệt khuẩn, dùng cho phòng khoảng 20 vuông đổ lại rồi nhá. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá. Đấy, hai con máy thì con này 2022 và con này 2020. Máy rất là đẹp, mới tầm khoảng 99%, có nguyên cả thùng luôn mọi người nhá. Em vừa cập bến xong, giờ này hàng đời cao không có. Đấy. Thì sáng mai em về thêm một con hai con nữa. Nhưng đại khái là cái lô lần này là về sẽ là lô cuối tại vì bên Nhật nó đã vào cái kỳ nghỉ Noel và cuối năm. Hết tuần tầm còn giữa tuần này là nó không nhận nữa, không nhận vận chuyển về nữa nên là không có hàng về.